liệu tân Tổng Bí thư Tô Lâm có để Trần Tuấn Anh thoát tội như Trần Hồng Hà hay không sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước. Trên mạng xã hội đã rộ tin Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một lãnh đạo thuộc phe Hà Tĩnh, sẽ bị trảm, vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh, người kế nhiệm cho cựu Bộ trưởng Trần Hồng Hà, cùng thuộc phe Hà Tĩnh đã trở thành nạn hình nhân thế mạng. Lúc bấy giờ, một nguồn thạo tin tiết lộ Trần Hồng Hà nhờ lắm tiền nhiều của nên đã được tha. Sau đó, người ta thường xuyên chứng kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm trong các sự kiện quan trọng. Vào ngày 23 tháng 8, truyền thông nhà nước đưa tin, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Công an rà soát 154 dự án điện mặt trời mà thanh tra chính phủ kết luận là có sai phạm để xác định dự án nào có vi phạm hình sự. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8. Công luận ngạc nhiên trước những thay đổi đến 180 độ mang tính bước ngoặt của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, từ một kẻ sắp bị truy tố đã trở thành người chỉ đạo xử lý sai phạm của kẻ khác. Được biết, vào năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về vụ việc. Bộ Công Thương duyệt bổ sung 154 dự án điện mặt trời không có căn cứ cơ sở pháp lý. Thanh tra Chính phủ sau đó đã chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để làm rõ. Vào ngày 12 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cung cấp thông tin tài liệu về 32 dự án, nhà máy điện gió, điện mặt trời nhằm phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo giới quan sát, cùng một nội dung liên quan đến các sai phạm của EVN, vì sao các cơ quan chức năng lại đốc thúc rốt ráo đến như vậy? Điều đó có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền rằng cựu trưởng ban Kinh tế Trung ương và cũng là cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sắp bị bắt giam hay không. Vào đầu tháng 5 năm 2024, khi cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị khởi tố bắt giam, theo giới thạo tin, ông Trần Tuấn Anh đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an mời làm việc. Lúc đó đã có ý kiến khẳng định công an và xe còi hú sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh trong một ngày không xa. Cũng có ý kiến cho rằng Trần Tuấn Anh khoe đã lo xong vụ này và tốn kha khá. Xong có ý kiến khẳng định, một khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mệnh hệ gì thì chẳng ai dám đảm bảo Trần Tuấn Anh sẽ bình an vô sự cả. Vào thời điểm đã chín mùi, việc liên tiếp hai Thứ trưởng Bộ Công Thương là đàn em thân cận của Trần Tuấn Anh, Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng bị công an khởi tố bắt giam cho thấy các sai phạm của ông Trần Tuấn Anh không hề đơn giản. Theo nhận định của giới thạo tin, Tổng Chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể đến vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện, xăng dầu của Bộ Công Thương, ông Tuấn Sô, người phát ngôn của Bộ Công an khi đó, cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên tới 300%, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Công luận trong một thời gian dài đã yêu cầu lãnh đạo đảng và nhà nước phải xử lý ông Trần Tuấn Anh, phải chăng để lấy lòng tin của người dân, cuối cùng ông Tô Lâm sẽ là người phải ra tay. Cũng xin nhắc lại, ông Trần Tuấn Anh được đánh giá là một sâu chúa trong tham nhũng, không khác gì ông trùm Lê Thành Hải, nhưng vẫn thoát tội bởi có sự bao che của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, công luận vẫn nghi ngờ về khả năng ông Trần Tuấn Anh có bị bí kíp vàng như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà áp dụng và kết cục như đã thấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin liệu tân Tổng Bí thư Tô Lâm có để Trần Tuấn Anh thoát tội như Trần Hồng Hà hay không? Vì sao trong kỳ họp Quốc hội sắp tới không có khả năng Tổng Bí thư Tô Lâm chịu nhả ghế Chủ tịch nước? Việc Quốc hội Việt Nam khóa 15 ra thông cáo các tổ kỳ họp bất thường lần thứ 8 vào ngày 26 tháng 8 cho thấy sự bất ổn trong chính trường Việt Nam hiện nay. Số kỳ họp bất thường của Quốc hội đã gần như ngang bằng với số kỳ họp thường niên, mỗi năm 2 lần, tới mức công luận đánh giá sự bất thường lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc rồi sẽ trở thành bình thường. Nhưng khi sự bất thường trở thành bình thường lại là vấn đề đại bất thường thì cần phải cẩn trọng. Đây là hệ quả của cách thức cầm quyền của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn 13 năm qua. Một điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 8, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước và bàn giao lại cho lãnh đạo khác. Thời gian được cho là khoảng đầu tháng 10 năm 2024, khi Quốc hội khóa 15 khai mạc khóa họp lần thứ 8. Giới thạo tin khẳng định điều kể trên là theo ý kiến của đa số lãnh đạo Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cũng như theo nguyên tắc của Đảng, đảm bảo phân quyền. Lý do là để tránh tập trung quyền lực vào một cá nhân,
dẫn đến tình trạng độc đoán và độc tài, trái với tinh thần lãnh đạo tập thể của Đảng. Theo một số đánh giá, các chủ trương của ông Tô Lâm sẽ được triển khai trên thực tế một cách nhanh chóng và khó có thể đảo ngược. Vấn đề công luận quan tâm nhất trong những ngày này đó là trong kỳ họp bất thường lần thứ 8 này của Quốc hội, tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chấp nhận chia sẻ quyền lực của mình hay không. Theo nguồn tin nội bộ, đây là vấn đề của tương lai và tại kỳ họp bất thường lần này điều đó không có khả năng xảy ra vì tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước không muốn. Trong khi đó, ông Tô Lâm lại được cho là đã chuẩn bị triển khai một kế hoạch cải tổ sâu rộng và toàn diện đối với hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Đây là điều không thể đảo ngược. Nhưng phân tích kể trên liên quan gì đến việc truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin công bố quyết định về kế hoạch kiểm tra với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương? Theo đó, báo Dân Việt vào ngày 22 tháng 8 cho hay, mới đây đoàn kiểm tra số 1349 của Bộ Chính trị đã triển khai kiểm tra với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến trong 60 ngày nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế và khuyết điểm nếu có của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Theo một số ý kiến về kế hoạch kiểm tra đến 60 ngày, dù kết quả như thế nào thì không khác nào như là án treo tân Tổng Bí thư Tô Lâm choang vào cổ tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang. Điều đó có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, kể cả ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đại tướng Phan Văn Giang. Phải chăng đây là một kế hoạch mà ông Tô Lâm và phe cánh đã giăng bẫy chờ sẵn nhằm ngăn chặn tham vọng của tướng Lương Cường trong thời gian tới với chức chủ tịch nước? Nguồn tin nội bộ của Thời báo tiết lộ việc để Đại tướng Lương Cường ngồi vào vị trí chủ tịch nước cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bởi ông Lương Cường chỉ được cái tốt mã, trình độ, năng lực, chỉ huy tác chiến không có và hầu như không nhận được sự ủng hộ của các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Thậm chí Lương Cường ngồi vào ghế chủ tịch nước để làm đối trọng thì khả năng cao sẽ là mầm mống dẫn đến sự bất ổn trong nội bộ lãnh đạo cấp cao và sẽ tiếp tục kéo dài. Vì sao Tô Lâm đưa Trần Lưu Quang về ghế trưởng ban kinh tế trung ương? Tương tự ghế chủ tịch nước, ghế trưởng ban kinh tế trung ương cũng bị coi là ghế có rớp và ít lãnh đạo nào muốn ngồi ở đây. Trong quá khứ, ban kinh tế trung ương được đánh giá là một kho trung chuyển đối với các lãnh đạo đang trong thời gian xem xét kỷ luật. Cụ thể là các cựu ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Trần Tuấn Anh trước khi bị kỷ luật hay bị truy tố thì ngồi ghế trưởng ban kinh tế trung ương. Vào ngày 21 tháng 8, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng về giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương. Mạng xã hội đã ngay lập tức có nhiều ý kiến thắc mắc ông Trần Lưu Quang phải chăng lại bị dính cái rớp xui xẻo hay ghế Phó Thủ tướng lại sắp bị gãy đầy. Dù rằng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được giới thạo tin cho biết có mối quan hệ thâm tình như người thân trong gia đình với ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Nguồn tin nội bộ của Thời báo.d tiết lộ ông Trần Lưu Quang quê Tây Ninh nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vì bố mẹ ông đều là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, sau năm 1975, cả gia đình ông Quang trở về quê hương Tây Ninh. Bà Huệ, mẹ ông Quang, từng giữ chức phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Bố ông Quang từng làm tổng biên tập báo Tây Ninh. Trong chiến tranh chống Mỹ, bố ông Quang từng là cận vệ cho ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm. Đó là lý do khiến cho hai gia đình của ông Tô Lâm và Trần Lưu Quang có ơn nghĩa với nhau và có thể bị họ coi như người nhà. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bố trí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đảm trách các nhiệm vụ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh để lại và một phần việc của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Dưới quan sát đánh giá, hoạn lộ tiến thân của ông Quang dường như theo một lộ trình sắp sẵn, giống y như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với khoảng thời gian chập chững bước vào chính trường giai đoạn đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Do vậy, việc ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung của Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Việc ông Tô Lâm quyết định điều động Trần Lưu Quang giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương chỉ là bước đệm nhằm tráng men. Mục đích thực sự là bổ sung các điều kiện cần và đủ cho ông Quang để ông được cơ cấu đưa vào Bộ Chính trị trong thời gian sớm nhất. Có thể là tại hội nghị trung ương lần thứ 10, dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 10 tới đây. Trước đó vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị bất ngờ quyết định điều động Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang về giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Nguyễn Văn Nên mới giữ chức Bí thư Thành ủy tại thành phố này. Đến tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị lại phân công ông Trần Lưu Quang ra giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng,
Rồi sau đó đến tháng 1 năm 2023, ông Quang đã trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ, thay cho ông Lê Văn Thành nghỉ vì lý do sức khỏe. Điều đáng nói là tại sao tân binh Trần Lưu Quang lại dễ dàng đè bẹp được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng lúc đó là Đỗ Mạnh Hiến, một người dân gốc Hải Phòng chính hiệu. Dư luận Hải Phòng lúc đó cũng hết sức bất ngờ, cho rằng phải có một thế lực ngầm nào đó khống chế, nắm thóp thế lực chính trị tại Hải Phòng mới có thể thành công đưa ông Quang về đây. Đến nay một số người cho rằng không ai khác ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đây cũng được cho là một trong những bằng chứng cho thấy dù tuyên bố về quê làm người tử tế, song rõ ràng ông Bà Dũng luôn gắn chặt với các diễn biến chính trị liên quan đến ông Tô Lâm cũng như phe cánh tại Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao Tô Lâm đưa Trần Lưu Quang về ghế trưởng ban kinh tế trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.